Rồi chào các bạn nhé. Thì chiều nay ngồi lôi cái máy cổ ra ngồi chơi ấy, thì kiểm tra thì thấy là cái BIOS của cái máy này nó khá là cũ kỹ ha, khá là cũ kỹ luôn, nó từ năm 2007 đến giờ, cũ quá. Cho nên là chợt nảy sinh ra ý định là tìm cái BIOS mới để update lên cho nó xem làm sao. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn là kiểm tra xem là nó có BIOS mới hay không, update cho nó để cho nó chạy được ổn định các bạn nhé. Hy vọng rằng quá trình update được thành công tốt đẹp các bạn. Chứ không thôi đang update mà lỡ bị cúp điện hoặc là bị treo máy một cái là coi như là quăng luôn cái mainboard bạn nhá. Cho nên cái việc mà update BIOS là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như các bạn mà cảm thấy là không chắc chắn đấy, các bạn đừng có làm bạn nhá. Chứ không thôi là coi như là quăng luôn cái máy là bốn đấm cùng chân phát lào luôn đấy. Rồi ta bắt đầu bạn nhá. Rồi thì hiện tại ở đây á, trên cái máy cổ này của mình á, chúng ta đang có cái mainboard, nó có cái mã này thế này. Cái mã của nó là DG31 PR ha. DG31 PR. Và BIOS này của nó là ngày 28 tháng 9 năm 2007 ha, 28 tháng 9 năm 2007. Cái version của nó đây này. Cái version của nó đây là 0028. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại cái BIOS của nó các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên Google để mình tra cái mã này các bạn nha. Đây cái mã của nó là DG31BR này. Chúng ta sẽ tra cái mã này thử xem là có BIOS gì mới hay không. Đây mình sẽ mở Google lên. Đây các bạn, nó là mainboard của hãng Intel ha. Mainboard của hãng Intel. Ta thử coi thử xem là cái BIOS của nó có gì mới hay không. Download and software. Đây các bạn, BIOS của nó đây này. Rồi đây là bản 0071. Rồi ok, chúng ta sẽ download cái bản này về và chúng ta work thử coi xem sao các bạn. Bấm vào đây download về các bạn. Download này thì cái này nó dành cho bản 32 bit này, 32 bit bao gồm từ Windows XP cho đến Windows 7, bản 32 bit 64 bit luôn. Rồi cái này là cái gì? Không, bản này là 0071, 0071.zip. À nó có nhiều bản các bạn, chúng ta phải chọn đúng bản nha. Đây này, chúng ta phải chọn đúng cái bản của nó. Cái bản ở trên này ấy, thì nó là cái gì? Dùng cho BIOS Recovery Reset. Rồi không chắc chắn thì các bạn cứ mở Google dịch cho các bạn, dịch cho các bạn. Đây, chúng ta cứ mở Google dịch cho chúng ta dịch cho nó chắc ăn nha. Rồi cái này mình dịch sang tiếng Việt. Ok. Đây chúng ta sẽ copy cái detail này các bạn, chúng ta coi thử xem là nó là cái quái gì nha. Đây cái bản này thì làm cái gì? Được sử dụng trong quá trình khôi phục BIOS bất kể hệ điều hành trong trường hợp không thể cập nhật BIOS bị gián đoạn. Có thể BIOS có thể bị ở lại trạng thái không sử dụng được, sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi. À cái bản này để chúng ta phục hồi lại BIOS các bạn, nó là Recovery BIOS này. Còn cái bản này là bản Flash BIOS này. Flash BIOS này là dựa trên DOS để cập nhật BIOS. Rồi Express BIOS Upgrade, tệp cập nhật dựa trên Windows. À vậy là chúng ta có ba cái lựa chọn các bạn. Cái bản Express BIOS này này, cái bản này thì để chúng ta chạy thẳng trên Windows luôn các bạn, nó là file EEE này, chạy thẳng trên Windows. Còn cái file này là nó chạy trên cái trình mà flash update BIOS ở trong DOS đấy. Còn thằng này là để recovery lại. Rồi chúng ta sẽ tải cái bản này trước các bạn, chúng ta chạy thẳng trên Win cho dễ nha. Đây chúng ta download này về chạy thẳng trên Win cho dễ. Ok, mình có một cái file đây rồi. Bây giờ mình sẽ copy cái file này. Đây các bạn nha, chúng ta có cái file này. Bây giờ mình sẽ copy cái file này về để chúng ta tiến hành tạo update thử xem sao các bạn nha. Rồi thì mình đã chép cái file mà update BIOS nằm đây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy nó nha. Là mình sẽ chạy lên. Đó, đây là cái trình Intel Express BIOS Update, chúng ta sẽ chạy luôn. Next này. Yes. Rồi chúng ta sẽ nhấn Finish các bạn nha. Đây là nút nhấn tử thần các bạn nhé. Nếu mà đang chạy mà cúp điện một cái là coi như cái mainboard ta vứt luôn. Rồi ta nhấn Finish. Nó khởi động máy lại các bạn ạ.
Nó đang chạy, nó đang update lên đó các bạn. Các bạn thấy là cái bản cũ của nó là 0028 ha. Đây này, cái bản cũ của nó đang là 0028 và nó update lên bản 0071, khá là cao luôn, từ 2007 cho đến 2010, biết bao nhiêu năm luôn. À, 3 năm ha, à, từ 3 năm trời mới lên. Vãi đạn thật. Ok, successful rồi các bạn. Rồi, chúng ta ấn enter continue các bạn nhé. Nó reset lại BIOS đấy. Rồi, vào win rồi, may quá các bạn ơi. Ôi chà, hên quá. Hên quá, update thành công rồi, không bị mất điện. Rồi là vứt luôn cái máy rồi. Ok các bạn ơi, ngon lành quá, ngon lành cành đào quá các bạn ơi. Tuyệt vời. Windows XP huyền thoại, tuyệt vời các bạn. Ok, thì bây giờ nó hiện lên là nó báo là update thành công rồi các bạn. Thấy không? Address update successfully này. Đó, ok. Wow, tuyệt vời quá các bạn ơi. Tưởng sao nó chạy lâu quá, ai ngờ đâu là nó bây giờ nó báo là update thành công các bạn nhé. Có nghĩa là khi mà chúng ta chạy cái file update lên đấy thì nó sẽ khởi động máy lại và nó chạy ở trong quá trình là trong cái nền mà nền đốt đấy. Nó update xong bắt đầu nó mới chạy để khởi động lên cho chúng ta. Ok, ngon lành rồi các bạn ơi. Windows ngon lành quá. Đây, mình sẽ chạy lại cái Cebu Z lên nha. Đây, mình để Cebu Z đây nè. Đây là bản Cebu Z khá là cùi bắp luôn. Ta check lại thử xem là nó ok chưa các bạn nha. Đây, chúng ta vào mainboard này. Đây. Rồi, đúng cái bản đời mới luôn các bạn, 2010 này. Đấy, 0071 này, 2010. Đó, thấy chưa? Update BIOS lên rồi đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thử khởi động máy lại, mình vào BIOS thử coi xem là nó có gì hay không các bạn nhé. Restart. Ok, BIOS đây các bạn. Sau khi chúng ta update BIOS xong thì các bạn thấy là nó sẽ có cái dòng BIOS version đấy. Thì các bạn không cần check bằng CPU Z, các bạn có thể vào BIOS các bạn kiểm tra cũng được nha. Thì giờ nó lên là cái bản 0071 rồi nè. Là 0071 ha. Đấy, năm 2010 này. Đã update lên rồi đó. Rồi chúng ta coi thử coi. Advanced này. Rồi cũng vẫn vậy thôi, cũng không có gì khác lắm đâu. Nó cũng vậy thôi các bạn. Rồi, ok. Khá là tuyệt vời. Rồi, ok các bạn. Vào Win này. Ok, vào Windows ngon lành các bạn ha. Đấy. May mắn quá, update BIOS ngon lành rồi, không có bị cúp điện nên không bị hư mainboard các bạn nha. Thì khi mà các bạn update BIOS là các bạn phải thật sự cẩn thận nha. Trong quá trình update BIOS nếu như mà các bạn mà bị mất điện hay sao là coi như mainboard bạn vứt luôn á. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cùng nhau xem là ở trong cái bản update BIOS này nó có cái gì mới các bạn nha. Đây này. Đó, chúng ta sẽ coi thử coi xem là nó có gì hay không. Đây, nó kêu là tải cái bản này xuống, cập nhật vào và nó sẽ không còn khả dụng sau ngày 22 tháng 11 năm 2019 và sẽ không được hỗ trợ bất kỳ chức năng nào bảo mật hoặc cập nhật nào khác. Tất cả các phiên bản được cung cấp như là Intel khuyến nghị người dùng cập nhật BIOS 0071 gỡ, cài đặt và hoặc ngừng sử dụng càng sớm càng tốt. À, có nghĩa là cái bản này ấy, sau cái ngày mà 22 tháng 1 năm 2019 thì Intel người ta sẽ gỡ xuống các bạn nhé. Người ta sẽ không để chúng ta cập nhật ở đâu. Cho nên là nếu như bạn nào đang xài cái model mà giống như này thì các bạn nhanh chóng cập nhật đi nha, nhanh chóng cập nhật đi. Thì cái bản này người ta cũng không có nói là nó hỗ trợ cái gì ha, nó cũng không có hỗ trợ gì. Đây, chúng ta có thể coi đây này, coi đây một số cái chức năng mới của nó này, coi thử coi xem là nó có gì hay không. Cấp BIOS cũ hơn không được khuyến nghị, chỉ cập nhật BIOS trên máy tính phiên bản mới hơn. À, cái này chả có gì cả. Cái này là nó khuyến cáo chúng ta thôi, nó giống như cảnh báo chúng ta. Thì cái bản BIOS mới này thì người ta cũng không nói rõ là nó có cái gì hay ha, nó không nói là có cái gì hay.
Để các bạn đọc, các bạn có thể đọc đây này, readme này, đọc đây này, xem là nó có gì hay. Đây. Đấy. Ôi, cái này cũng hướng dẫn update BIOS rồi. Hướng dẫn update BIOS chứ chả nói gì cái gì hay hết. Ok. Nói chung là trong cái bản này thì Intel người ta không có nói là có cái gì hay, nhưng mà chúng ta update lên như vậy ấy, một phần nào đó nó sẽ giúp cho cái máy tính của bạn nó chạy được ổn định hơn nha, nhất là khi mà bạn chạy trên những cái bản Windows ví dụ như 7 hoặc là Vista này, tại vì cái mainboard này khi mà nó sản xuất ra thì để chạy Windows XP thôi. Nếu như bạn mà chạy Windows 7 hoặc là Vista nhiều khi nó không được ổn định, cho nên là nếu như được thì các bạn có thể update lên cái bản này để giúp cho máy bạn chạy ổn định hơn ha. Hello các bạn, thì vừa rồi các bạn cũng thấy rồi đó, chúng ta đã update thành công BIOS cho cái máy cổ của mình và mọi chuyện đều ok tốt đẹp hết, thì quá tuyệt vời đúng không các bạn. Cũng may mắn là quá trình update thành công, không bị cái chuyện gì xảy ra. Thì nếu như máy các bạn mà đang sử dụng những cái mainboard mà cái dạng như thế này ấy, thì các bạn cũng nên update lên để cho nó chạy ổn định hơn, nhưng mà phải thật sự là cẩn trọng các bạn nhé. Cái này là mang tính chất hên xui rất là nhiều, nếu như mà xui một cái là coi như là bỏ luôn rồi. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây nha, cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé, bye bye. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.